cái nhà này cho anh ở mà anh không cho hai đứa ở, chịu không? Anh lấy luôn chịu không? Thì hôm bữa anh với em có ra đây để đo thước tất về tính chi phí cái tiền cái ngôi nhà á. Thì ngôi nhà đó là tổng chi phí là khi mà làm xong thì anh sẽ gửi em 44.500 ha. Đây anh gửi em 44.500, em đếm lại đi ha. Thì anh cũng xin ok mà từ lúc mà mình làm nhà đến nay cái ngôi nhà này là 44.500.000. Thì hồi sáng anh dẫn mấy đứa mua mùng mền, quần áo, chiếu gói thì kia là 3.1 triệu. Mua bình ga, bếp ga đôi là 1.4 triệu. Mua nồi cơm điện là 3.9 triệu. Mua đồ cúng bữa hôm qua anh gửi tiền cho em đó, 500 nữa. Là tổng cộng là mình 5.390.000. 5.390.000 với mình cộng lại là 44.500.000, nó ra là 49.890.000. Là tổng chi phí mà cái ngôi nhà của mình hoàn thành là 49.890.000. Rồi hôm bữa anh nghe em nói là cái ngôi nhà này, cái miếng đất này mình mua 45 triệu, rồi mà mình trả 40 triệu đúng không? Mình còn thiếu 5 triệu. Bây giờ em đi ra bên chủ đất em kêu cô qua đây. Trời ơi, sáng ở đây là anh nhớ đi mua dép rồi đó mà khi ngoài anh quên. Bây giờ hai đứa này mà hất tóc cái mang dép đẹp, trời ơi đẹp dữ lắm luôn. Dép mà. Tới giờ nó ăn cháo cô Đương ơi. Ăn bún đi hả? Bún đâu ăn? Chừa bụng đi ăn cháo với mấy đứa mà. Có mời mấy anh ăn không? Có. Có hả? Có nhậu không? Không nhậu à Bảo. Hả? Không nhậu đâu. Không nhậu đâu hả? Nghe nói cũng nhậu dữ lắm nè. Hai phần quà này là của bên Mạnh Thường Quân của anh Tiến làm nhà gửi. Nãy nói em nghe không? Gửi hai anh em một phần, anh của em một phần. Còn một phần nữa là cái người chị bên kia, cái chị bà con với em đó. Sáng là nhớ quét nhà nghe. Quét nhà quét sạch sẽ rồi ngủ là phải mùng mền chiếu gói phải cuốn gọn ghẽ nghe. Phải cuốn chứ. Sao nó kỳ vậy? Phải cuốn chứ. Ổi hả? Mình có nhà mới rồi phải sạch sẽ. Ổi hả? Ổi gì? Chổi. 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 Cái chổi. Chổi sáng kêu Hoàng Anh mua. Hồi nãy quên luôn. Mua nhiều thứ quá cái không nhớ. Đúng nhớ. Vậy thì cũng cái công lao của cô là cô để miếng đất này cho gia đình của Hoàng Anh. Thì hôm bữa con nghe nói là Hoàng Anh mua cái miếng đất này 45 triệu. Mà Hoàng Anh đưa 40 còn thiếu cô 5 triệu ha. Dạ thì hôm nay con thay mặt Mạnh Quân con gửi 5 triệu tiền mà Hoàng Anh mà mua thiếu á cô. Thì cô đếm cho con ha. Dạ. Con cũng cảm ơn cô ha. Đã cho mấy đứa mà, dạ mấy đứa khờ này mà có ngôi nhà rồi. Con cảm ơn cô chính là giúp đỡ cho con nhà cho mấy đứa nhỏ, làm nhà cho mấy đứa nhỏ ha cô chính. Dạ, chúc cô và chú nhiều sức khỏe ha. Dạ. Vậy nói vậy. Bây giờ đưa cho hai đứa như vậy nè, chia ra công bằng nha. Không có được trên lợi kia đây, tiếp chia ra bao nhiêu tờ? Nhiều rồi. Nhiều. Đúng rồi, anh lì xì mỗi đứa 500 để mua dép mang nha. Cảm ơn. Nè, gửi em đủ xăng rồi, mấy ngày nay em cũng được khổ. Mặc dù em cũng đi bán vé số nhưng em cũng chích thời gian để lo cho gia đình. Em cũng cảm ơn Kha nhiều. Không có gì thì thay mặt hoàn cảnh gia đình của em Hoàng Anh cũng như là hai đứa em khờ thì Minh Kha rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân giấu tên đã tặng ngôi nhà ấm áp đối với gia đình của em như vậy thì rất là quý, rất là đáng trân trọng. Cũng như là cảm ơn cô đã để cái miếng đất lại cho em của Hoàng Anh có chỗ mà ở.
cũng như là cảm ơn Tiến đã cùng anh đi hỗ trợ những ngôi nhà tình thương, cũng như là cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân, quý khán giả trong và ngoài nước luôn đồng hành cùng kênh của Minh Kha Đồng Tháp. Xin chúc tất cả mọi người luôn nhiều sức khỏe, ăn lành hạnh phúc. Dạ, và luôn cảm ơn cộng đồng mạng trong nước ngoài nước, mấy anh mấy chị mấy cô mấy chú với ảnh tin gì quên á, anh Tiến với anh Tiến cũng cảm ơn anh Tiến các cái nhà cho hai đứa em ở. Dạ, em muốn chúc cái gia đình anh luôn luôn gặp nhiều sức khỏe mà ngọc tài ngọc đạt. Dạ, Hoàng Anh thì không biết có nói gì hơn gì, Hoàng Anh tức là cảm ơn cộng đồng mạng trong nước ngoài nước, mấy anh mấy chị, mà cô bác gì một ngày gặp nhiều sức khỏe và mong tài phát đạt. Thì anh cũng nói một lần nữa em hiểu là tổng chi phí của ngôi nhà này là Mạnh Thường Quân giúp tên. Dạ. 5 triệu mà để gửi cô á là cũng Mạnh Thường Quân làm ngôi nhà đó luôn. Dạ. Nên là cộng lại 5 triệu nữa là tổng chi phí là ngôi nhà Mạnh Thường Quân người ta hỗ trợ cho em là 54.890.000. Dạ. Dạ, Hoàng Anh muốn cảm ơn cái Mạnh Thường Quân giấu tên giúp cho hai đứa em á, hai đứa cái em của con á được căn nhà mơ ước. Dạ, con thật sự mang ơn nhiều lắm. Dạ, con chúc gia đình của Mạnh Thường Quân giấu tên á vì một ngày thật là nhiều sức khỏe, mạnh tấn tài tấn lộc. Rồi vậy đi ha. Dạ. Rồi bây giờ mình cúng nãy giờ cũng lâu, dọn lên cháo nó bụng quá. Dạ.